các tội vi phạm của dị ni đi du hành không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc độ tại nơi được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni đi du hành không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc độ tại nơi được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng các tội vi phạm của vị ni đi du hành vào mùa an cư mưa là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của vị ni đi du hành vào mùa an cư mưa là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Tội vi phạm của vị ni trải qua mùa an cư mưa mà không ra đi du hành là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Tội vi phạm của vị ni trải qua mùa an cư mưa mà không ra đi du hành là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni đi để xem hí diện của đức vua hoặc nhà triển lãm tranh, hoặc khu vườn, hoặc công viên, hoặc hồ sen là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni đi để xem hí diện của đức vua hoặc nhà triển lãm tranh, hoặc khu vườn, hoặc công viên, hoặc hồ sen là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni sử dụng ghế cao hoặc ghế nệm lông thú là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của vị ni sử dụng ghế cao hoặc ghế nệm lông thú là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni xe chỉ là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của vị ni xe chỉ là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni phục vụ người tại gia là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của vị ni phục vụ người tại gia là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni khi được vị Tỳ khưu ni nói rằng: "Thưa ni sư, hãy đến, hãy giải quyết sự tranh tụng này." đã trả lời rằng: "Tốt thôi, rồi không giải quyết, cũng không nỗ lực cho việc giải quyết." Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của vị ni khi được vị Tỳ khưu ni nói rằng: Thưa Ni Sư, hãy đến, hãy giải quyết sự tranh tụng này. Đã trả lời rằng, tốt thôi. Rồi không giải quyết, cũng không nỗ lực cho việc giải quyết. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị Ni tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đến người nam tại gia hoặc nam du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đến người nam tại gia hoặc nam du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni sau khi không chịu xả bỏ y nội trợ rồi sử dụng là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng các tội vi phạm của dị ni sau khi không chịu xả bỏ y nội trợ rồi sử dụng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ đã ra đi du hành là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ đã ra đi du hành là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni học tập kiến thức nhảm nhí là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của dị ni học tập kiến thức nhảm nhí là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni dạy kiến thức nhảm nhí là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? các tội vi phạm của dị ni dạy kiến thức nhảm nhí là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni biết tu diện có tỳ khưu lại đi vào chưa báo trước là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni biết tu diện có tỳ khưu lại đi vào chưa báo trước là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni mắng nhiếc chửi rủa dị tỳ khưu là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của dị ni mắng nhiếc chửi rủa dị tỳ khưu là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni bị kích động rồi chửi rủa nhóm là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của dị ni bị kích động rồi chửi rủa nhóm là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni đã được thỉnh mời hoặc đã từ chối vật thực dân thêm, lại nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni đã được thỉnh mời hoặc đã từ chối vật thực dân thêm, lại nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni bọn sẻn về gia đình là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của dị ni bọn sẻn về gia đình là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni sống mùa an cư mưa Tại trú xứ không có tỳ khưu, là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của vị ni sống mùa an cư mưa tại trú xứ không có tỳ khưu, là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Tội vi phạm của vị ni sống qua mùa an cư mưa, không thỉnh cầu hành lễ Bavarana ở cả hai hội chúng, dựa trên ba tình huống, là sự tranh tụng nào? trong bốn sự tranh tụng. Tội vi phạm của vị ni sống qua mùa an cư mưa không thỉnh cầu hành lễ Bavarana ở cả hai hội chúng dựa trên ba tình huống là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Tội vi phạm của vị ni không đi vì việc giáo giới hoặc vì việc đồng cộng trú là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng tội vi phạm của dị ni không đi vì việc giáo giới hoặc vì việc đồng cộng trú là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng tội vi phạm của dị ni không hỏi về lễ ubo satha cũng không thỉnh cầu sự giáo giới là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng tội vi phạm của dị ni không hỏi về lễ ubo satha cũng không thỉnh cầu sự giáo giới là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni khi chưa hỏi ý hội chúng hoặc nhóm lại cùng người nam, một nam với một nữ sẽ nặng một nhọt hoặc vết loét phát sanh ở phần dưới thân là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni khi chưa hỏi ý hội chúng hoặc nhóm lại cùng người nam, một nam với một nữ sẽ nặng một nhọt hoặc vết loét phát sanh ở phần dưới thân là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ người nữ mang thai là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ người nữ mang thai là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ người nữ còn cho con bú là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ người nữ còn cho con bú là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? các tội vi phạm của vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm nhưng chưa được hội chúng chấp thuận là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng các tội vi phạm của vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm nhưng chưa được hội chúng chấp thuận là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng các tội vi phạm của vị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ hai mươi tuổi là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng các tội vi phạm của vị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ 20 tuổi là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ 12 tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ 12 tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong 2 năm, là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ 12 tuổi, đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong 2 năm nhưng chưa được hội chúng chấp thuận, là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của vị tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ 12 tuổi, đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong 2 năm nhưng chưa được hội chúng chấp thuận là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Tội vi phạm của vị Ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không dạy dỗ cũng không bảo người dạy dỗ trong 2 năm là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Tội vi phạm của vị Ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không dạy dỗ cũng không bảo người dạy dỗ trong hai năm là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng tội vi phạm của vị ni không hầu cận ni sư tế độ đã tiếp độ cho trong hai năm là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng tội vi phạm của vị ni không hầu cận ni sư tế độ đã tiếp độ cho trong hai năm là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Tội vi phạm của dị ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không cách ly dị ni ấy, cũng không làm cho dị ni ấy được cách ly, là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng. Tội vi phạm của dị ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không cách ly dị ni ấy, cũng không làm cho dị ni ấy được cách ly là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ thiếu nữ chưa đủ 20 tuổi là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ thiếu nữ chưa đủ 20 tuổi là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ 20 tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng các tội vi phạm của vị ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng các tội vi phạm của vị ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm nhưng chưa được hội chúng chấp thuận là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ 20 tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm nhưng chưa được hội chúng chấp thuận là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni chưa đủ 12 năm thâm niên đã tiếp độ là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni chưa đủ 12 năm thâm niên đã tiếp độ là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni tròn đủ 12 năm thâm niên chưa được hội chúng đồng ý đã tiếp độ là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni tròn đủ 12 năm thâm niên chưa được hội chúng đồng ý đã tiếp độ là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni khi được nói rằng Này ni sư, vẫn chưa phải lúc cho cô được ban phép tiếp độ đã trả lời rằng tốt thôi, sau đó lại tiến hành việc phê phán là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni khi được nói rằng này ni sư vẫn chưa phải lúc cho cô được ban phép tiếp độ đã trả lời rằng tốt thôi sau đó lại tiến hành việc phê phán là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng tội vi phạm của vị ni sau khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng này cô ni nếu cô sẽ dân y cho ta như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô rồi không tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Tội vi phạm của dị ni sau khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng Này cô ni, nếu cô sẽ dâng y cho ta, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô, rồi không tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ, là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Tội vi phạm của dị ni sau khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng, này cô Ni, nếu cô sẽ hầu cận ta hai năm, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô. Rồi không tiếp độ, cũng không ra sức cho việc tiếp độ. Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Tội vi phạm của vị Ni sau khi đã nói với cô Ni tu tập sự rằng, Này cô Ni, nếu cô sẽ hầu cận ta hai năm, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô. Rồi không tiếp độ, cũng không ra sức cho việc tiếp độ là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự là người thân cận với đàn ông, thân cận với thanh niên, là kẻ nhẫn tâm, là nguồn gây sầu khổ cho người khác, là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự là người thân cận với đàn ông, thân cận với thanh niên, là kẻ nhẫn tâm, là nguồn gây sầu khổ cho người khác, là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ cô ni tu tập sự không được cha mẹ hoặc người chồng cho phép là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ cô ni tu tập sự không được cha mẹ hoặc người chồng cho phép là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ cô ni tu tập sự với việc ban cho sự thỏa thuận từ các vị tỳ khưu đang chịu hành phạt Parivasa là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ cô ni tu tập sự với việc ban cho sự thỏa thuận từ các vị tỳ khưu đang chịu hành phạt parivasa là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni tiếp độ hàng năm là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của vị ni tiếp độ hàng năm là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni tiếp độ hai người trong một năm là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của dị ni tiếp độ hai người trong một năm là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni sử dụng dù dép là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của dị ni sử dụng dù dép là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni di chuyển bằng xe là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của vị ni di chuyển bằng xe là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni mặc váy là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của vị ni mặc váy là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni đeo đồ trang sức của phụ nữ là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của dị ni đeo đồ trang sức của phụ nữ là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni tắm bằng vật thơm có màu sắc là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni tắm bằng vật thơm có màu sắc là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni Bảo Tỳ Khưu ni xoa so bóp và chà xát cơ thể là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của vị ni Bảo Tỳ Khưu ni xoa so bóp và chà xát cơ thể là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni Bảo Cô ni tu tập sự xoa so bóp và chà xát cơ thể là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của dị ni bảo cô ni tu tập sự xoa so bóp và chà xát cơ thể là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni bảo sa di ni xoa so bóp và chà xát cơ thể là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của dị ni bảo sa di ni xoa so bóp và chà xát cơ thể là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni bảo nữ tại gia xoa so bóp và chà sát cơ thể là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của dị ni bảo nữ tại gia so bóp và chà sát cơ thể là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni ngồi xuống trên chỗ ngồi ở phía trước vị tỳ khưu khi chưa có sự hoại ý là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của vị ni ngồi xuống trên chỗ ngồi ở phía trước vị tỳ khưu khi chưa có sự hoại ý là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni hỏi câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý trước là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của vị ni hỏi câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý trước là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị ni không mặc áo lót đi vào làng là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của vị ni không mặc áo lót đi vào làng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị Ni sau khi yêu cầu dầu ăn rồi thọ dụng là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của vị Ni sau khi yêu cầu dầu ăn rồi thọ dụng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của vị Ni sau khi yêu cầu mật ong rồi thọ dụng là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu mật ong rồi thọ dụng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu đường mía rồi thọ dụng là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu đường mía rồi thọ dụng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu cá rồi thọ dụng là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu cá rồi thọ dụng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu thịt rồi thọ dụng là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu thịt rồi thọ dụng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng. Các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 784 Các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu sửa đông rồi thọ dụng là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Các tội vi phạm của dị ni sau khi yêu cầu sửa đông rồi thọ dụng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Dứt phần sự tranh tụng là phần thứ sáu.